Tôi nghĩ Tottenham Hotspur có thể cạnh tranh ngôi vô địch nếu vẫn thuộc nhóm đầu cho đến Giáng sinh, Castellino nói với Totsport hôm 15 tháng 10. Họ đã xây dựng hàng thủ, với 4 hậu vệ và thủ môn mới. Điều đó thật tuyệt vời, và đến giờ, họ chơi tốt. Nhưng vẫn còn nhiều vấn đề với Tottenham Hotspur và Ange Postecoglou. Cascarino sinh năm 1962, từng khoác áo Aston Villa, Celtic, Chelsea, Marseille và ghi 248 bàn qua 620 trận cấp câu lạc bộ. Cascarino sinh tại Anh nhưng khoác áo tiền sĩ Ireland khi có ông nội nuôi người Ireland Michael O'Malley đến từ Westport, County Mayo. Ông ghi 19 bàn qua 88 trận, cùng đội tuyển dự 3 giải đấu lớn là Euro 1988 và World Cup 1990-1994. Theo Cascarino, vấn đề lớn nhất của Tottenham Hotspur nằm ở hàng công và Postecoglou cần tuyển mộ trung phong vào kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Trong những trận đầu mùa, huấn luyện viên Australia Sepp Richardson đá cao nhất trên hàng công, nhưng tiền đạo Brazil không đáp ứng được kỳ vọng. Huấn luyện viên Postecoglou chia vui với Son sau trận thắng Burnley 5-2 ở vòng 4 ngoại hạng Anh ngày 2 tháng 9. Vì thế, Postecoglou phải đẩy Son Heung-min từ vị trí chạy cánh trái lên đá trung phong cắm. Cách sắp xếp này tỏ ra hiệu quả khi cầu thủ Hàn Quốc ghi 6 bàn qua 8 trận, đứng thứ 2 danh sách vua phá lưới, bằng Alexander Isak của Newcastle, chỉ kém Erling Haaland của Manchester City 2 bàn. Trong khi đó, Richarlison mới ghi 1 bàn pha lập công trong trận thắng ngược Sheffield United 2-1 hôm 16 tháng 9. Tottenham Hotspur cần mua trung phong, Cascarino bình luận thêm. Trừ khi Richarlison đạt phong độ cao hơn, cậu ấy là mắt xích yếu nhất trên hàng công. Bạn chắc chắn nghĩ rằng Richarlison phải làm tốt hơn rất nhiều. Hè 2023, Tottenham Hotspur không tuyển mộ trung phong thay thế Kane, mà ký hợp đồng với các cầu thủ chạy cánh là Mener Solomon, Brandon Johnson cùng T.